Hello, công ty thiết bị điện tử nghe nhìn XO, hotline 0879 801 999. Này lên clip giới thiệu cho các bạn một dòng camera siêu nhỏ, camera ngụy trang kính mắt V18. Đấy. Thì như trên màn hình các bạn đấy, nó đang là một mẫu camera ngụy trang kính mắt này. Và giờ mình sẽ mở lại ra nhá. Đấy. Khi anh mở ra thì đây, trên tay mình là một chiếc kính mắt bình thường. Đấy. Sử dụng vẫn đeo vào để thứ nhất là tránh muỗi này, đấy, tránh nắng này. Đấy, và cái thứ hai là khi mà bạn bị cận nhá thì có thể thay kính cận đấy, và để sử dụng nhá. Còn đặc điểm quan trọng nữa đó chính là mình đã độ chế cho mắt camera siêu nhỏ là ở đây này. Đấy, đây chính là cái vị trí mắt camera siêu nhỏ của nhà mình nhá. Đấy, mắt camera siêu nhỏ ở nhà mình thì sẽ có góc quay là 150 độ, hình ảnh sẽ là hình ảnh full HD 1080 siêu sắc nét, âm thanh thu lại to rõ ràng. Đấy. Đó. Thì, bên sườn này của nó nhá thì sẽ có một khay cắm thẻ nhớ. Và khi mà các bạn mua hàng bên mình cũng như đăng ký kênh YouTube của mình thì mình sẽ tặng kèm cho bạn một chiếc thẻ nhớ để các bạn lưu dữ liệu và sử dụng dòng camera ngụy trang kính mắt nhà mình luôn nhá. Đấy. Dòng camera ngụy trang kính mắt này thì các bạn cài vào thôi. Đấy. Cài thẻ nhớ vào như này, đẩy thẳng vào trong vào được. Đấy, đẩy như này là xong nhá, rất đơn giản. Đấy. Sườn này của nó nhá thì sẽ có thêm công tắc tắt bật on off này. Đấy. Và một chân sạc. Khi sử dụng hết pin thì bạn sẽ sạc vào. Và chiếc kính mắt nhà mình thì hỗ trợ cho các bạn có thể là sử dụng để giám sát, theo dõi, ghi hình, lưu trữ lại bằng chứng. Đấy. Ví dụ như là các bạn muốn đột nhập vào một băng đảng ma túy chẳng hạn. Đấy, thì bạn sẽ đeo kính mắt này vào và khi đến nơi thì các bạn sẽ bật công tắc lên là lập tức sẽ tự quay tự lưu. Cũng như là khi mà các bạn đi đàm phán đối tác ấy, muốn sử dụng dòng camera kính mắt này để lưu trữ lại toàn bộ hình ảnh cũng như âm thanh văn bản đấy, của cuộc đối thoại đó đấy, thì các bạn cũng có thể sử dụng đấy. Kính mắt thì cực kỳ tiện luôn đấy, vừa là kính trắng này, kính này sẽ là kính 7 màu nhá. Còn kính còn nào mà bạn làm bị cận ấy, thay mắt kính cận vào để nhìn rõ hơn nhá, cực kỳ tiện lợi luôn. Đấy, phụ kiện kèm theo của nó thì sẽ bao gồm là một dây sạc này, một sách hướng dẫn và một khăn lau này. Đây sẽ là phụ kiện đầy đủ của nó các bạn nhá. Đấy. Và đây thì bây giờ thì mình sẽ vào là hướng dẫn sử dụng cho các bạn cũng như là vào test sản phẩm thực tế cho các bạn nhá. Để sử dụng nó thì các bạn sẽ bật nguồn lên, và cách bật nguồn thì là sẽ là cái nút nhỏ này, các bạn sẽ dí liền. Đấy. Khi bạn bật nguồn lên thì cái đèn này sẽ sáng lên này, đây là đỏ rồi này, nó sẽ sáng lên này, là báo hiệu camera đã hoạt động. Và tiếp tục nữa thì khi muốn các bạn muốn quay video ấy thì các bạn sẽ ấn vào nguồn nút nhá. Đấy, dí lần đây khoảng 2 giây nhá. Đấy, bây giờ mình dí lần để quay video cho các bạn này. Đây, mình sẽ để nhầy các bạn nhìn rõ nhất nhá. Dí lần 2 giây này. 1 2 này, bỏ tay ra này. Đấy, đèn nó sẽ nhấp nháy 3 lần và nó sẽ tắt đi. Thì đây là đang ở chế độ quay video này. Đấy. Và mình quay luôn cái hàng của mình nhá. Đấy, mình quay lên trên này, quay vào biển quảng cáo của mình này. Đấy. Quay ra hàng này. Đấy, bây giờ mình sẽ đeo thẳng vào mắt luôn. Đấy. Đeo thẳng mắt rồi mình nhìn xung quanh này. Đấy. Sau đó thì mình sẽ để đây. Đấy. Mình sẽ soi tiếp vào cái biển quảng cáo mình cũng như là mình sẽ soi toàn bộ cái trên này của mình luôn nhá. Để tí mình test sản phẩm cho các bạn sau đó thực tế nhá. Đấy. Còn muốn tắt nó đi thì các bạn sẽ ấn cho lại vào nút này cho mình một lần. Đấy. Lập tức nó sẽ tắt đi này. Nhấp nháy đèn và chuyển đổi sang chế độ trò. Đấy. Còn một khi mà bạn muốn chụp ảnh ấy thì các bạn sẽ ấn lại một nút cho mình, ấn một nút này, một nút cái này. Đấy, nó nhấp nháy phát là chụp ảnh nhá. Còn các bạn lưu ý với mình ấy là các bạn ấn một lần nó sẽ là chụp ảnh, và các bạn dí liền 2 giây nó sẽ là chế độ quay video nhá. Đấy. Dí liền 2 giây sẽ là chế độ quay video, và khi mà bạn quay video thì âm thanh và hình ảnh là đều đầy đủ hết, đầy đủ hết các bạn nhá. Đấy. Sử dụng con này cực kỳ đơn giản luôn. Các bạn mà có nhu cầu ấy thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879 801 999 để mình có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết cụ thể hơn cho các bạn nhé. Và tiếp nữa thì mình sẽ vào là test sản phẩm. Đối với dòng camera kính mắt này, khi mà sử dụng ấy, sử dụng mà các bạn quay vào rồi ấy thì lập tức toàn bộ sẽ lưu giữ trong thẻ nhớ. Nên là test thì mình sẽ test trực tiếp qua máy tính nhá. Hoặc là các bạn nào mà điện thoại mà có lắp thẻ nhớ được ấy thì sẽ sử dụng điện thoại để xem thực để xem lại. Đấy. Còn mình thì mình sẽ sử dụng để xem qua test qua máy tính cho các bạn nhé. Đấy, mình sẽ tháo thẻ nhớ này ra.
do là mình không có móng tay. Đây mình không tay thì mình sẽ cố gượng ra các bạn nhé. Đấy. Đấy, tháo ra thì cũng rất đơn giản, các bạn cứ cậy thẳng ra đấy là được nhá. Sau đấy thì mình sẽ cắm vào một cái cổng USB này. Đấy, cắm vào cổng USB này. Và bây giờ mình sẽ lắp vào máy tính nhá để test cho các bạn. Đấy, ok. Thì sau khi máy tính đã nhận rồi nha, thì đây mình sẽ zoom lên này. Đấy. Và mình sẽ vào cái ổ USB này nhá. Đấy, USB này. Đấy, sau đấy mình sẽ vào phần video đây, mình sẽ test thẳng video cho bạn luôn. Đấy, ấn mở lên này. Đấy, mở lên thì bạn ấn lên cho mình nhá. Lập tức sẽ mở lên. Đấy. Và sẽ tắt đi. Thì đây là đang ở chế độ quay video à? Đó bạn nhá. Thì đây sẽ là cái file video của nó. Sai video thì chất lượng ảnh cực kỳ sắc nét nhá. Cũng như âm thanh khi thu lại là rất là to rõ ràng. Đấy, mình sẽ phát tiếp cho bạn này để các bạn nghe được cũng như là thấy được hình ảnh siêu sắc nét của nó. Đấy. Rồi mình quay lên cái hàng của mình nhá. Đấy, mình quay lên trên này, quay vào biển quảng cáo của mình à. Đấy. Quay ra hàng này. Đấy, bây giờ mình cứ đeo thẳng vào mắt luôn. Đấy. Đeo thẳng mắt rồi mình nhìn xung quanh này. Đấy. Sau đó thì mình sẽ để thôi. Đấy. Mình sẽ soi tiếp vào cái biển cáo mình cũng như là mình sẽ soi toàn bộ cái trên này của mình luôn nhá. Đó các bạn nhé. Đó thì đây sẽ là cái phần chất lượng hình ảnh và cái tốc độ quay của nó. Con này mình cam kết bạn luôn thì tốc độ quay của dòng camera những trang kính mắt của mình là siêu mượt luôn. Đưa đâu là quay đấy. Và khi quay nó sẽ không bị giật lát nha các bạn nhé. Đấy, phát tiếp cho các bạn này. Thế mình test sản phẩm các bạn nó thực tế nhá. Còn muốn tắt nó đi thì các bạn sẽ ấn cho lại vào nút này cho mình một lần. Lập tức nó sẽ tắt đi này. Đấy các bạn thấy không? Đó, cái tốc độ quay cực kỳ mượt luôn nhá. Cũng như là mình sẽ phát lại cho các bạn này để các bạn xem được chi tiết và cái xem nó rõ nét hơn nhá. 3 lần. Và sẽ tắt đi. Thì đây là đang ở chế độ quay video à. Đấy. Và mình quay lên cái hàng của mình nhá. Đấy, mình quay lên trên này, quay vào biển quảng cáo của mình à. Đấy. Quay ra hàng này. Đấy, bây giờ mình cứ đeo thẳng vào mắt luôn. Đấy. Đeo thẳng mắt rồi mình nhìn xung quanh này. Đấy. Sau đó thì mình sẽ để đây. Đấy. Mình sẽ soi tiếp vào cái biển cáo mình cũng như là mình sẽ có soi toàn bộ cái trên này của mình luôn nhá. Để tí mình test sản phẩm các bạn cho nó thực tế nhá. Còn muốn tắt nó đi thì các bạn sẽ ấn cho lại vào nút này cho mình một lần. Lập tức nó sẽ tắt đi này. Đó thấy không, cái chất lượng hình ảnh cũng như cái tốc độ quay của nó thì cực kỳ mượt luôn. Với cái dòng kính mắt này mình thì mình cam kết với các bạn luôn là chất lượng sắc nét, âm thanh thu lại to rõ ràng. Đấy. Và sử dụng thì cực kỳ tiện lợi luôn. Đấy. Bạn nào cận cũng có thể sử dụng, mà khi mà bạn nào không cận thì cũng có thể sử dụng để tránh nắng này cũng như là các bạn để tránh muỗi. Đấy. Đó thì rồi ok, thì trên đây của mình đang là cái phần giới thiệu sản phẩm cũng như là màn test sản phẩm thực tế tại điện tử nghe nhìn XO. Các bạn có nhu cầu quan tâm đến dòng camera siêu nhỏ, camera ngụy trang kính mắt của nhà mình thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879 801 999 để mình có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết cụ thể hơn cho các bạn. Và bên mình thì có bảo hành sản phẩm là 1 năm, lỗi 1 đổi 1 và ship hàng toàn quốc. Nhận hàng thì các bạn được bóc hàng ra, các bạn test hàng, thử hàng chuẩn đúng như với dòng quảng cáo này, các bạn mới thanh toán. Còn không phải để hoàn hàng hoặc là trả hàng cho bên mình mà không mất 1.000 phí nào cả. Đấy. Và hơn nữa ấy, thì khi mà các bạn đăng ký kênh YouTube của mình nhá, mình sẽ tặng riêng cho bạn một chiếc thẻ nhớ để bạn có thể sử dụng dòng camera ngụy trang kính mắt nhà mình luôn. Và ở xa thì mình sẽ miễn phí ship cho các bạn. Tổng phần quà khi bạn đăng ký kênh YouTube của mình là 2 phần quà, đó chính là miễn phí ship và tặng một thẻ nhớ các bạn nhá. Đây là bạn nhanh tay để nhận được những ưu đãi tại cửa nhà mình. Đấy, video của mình xin phép đến đây thôi. Giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nhá.